vũ khí nguồn gốc Italia trong biên chế Hải quân Cảnh sát biển Việt Nam. Nếu như trước kia Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam chỉ sử dụng các loại pháo hạm có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga như AK-176M, AK-630M, AK-230-22M3 để đồng bộ với các loại khí tài dẫn bắn, thì mới đây, nhờ được tiếp nhận những con tàu đã qua sử dụng mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những loại vũ khí rất là mới lạ, đáng chú ý hơn chúng đều có xuất xứ từ Italia. Đầu tiên là khẩu pháo chính ô tô Melara Compact cỡ nòng 76,2mm với nòng dài gấp 62 lần đường kính, lắp đặt trên tàu tuần tra cảnh sát biển 8020 cùng tàu hộ vệ sang ngầm 18 lớp Pohang. Ô tô Melada 7662 là mẫu pháo hạm phổ biến nhất thế giới hiện nay, đang được khoảng 60 quốc gia trên thế giới sử dụng. Nó thường được tích hợp cho chiến hạm cỡ từ 1.000 tấn cho đến khoảng 3.000 tấn. Vũ khí này ra đời từ năm 1963, nó tương thích cỡ đạn 76x636mm, trọng lượng 12,5kg, pháo có gốc xoay ngang 360 độ, gốc lưng hạ từ âm 15 độ cho tới 85 độ, tốc độ bắn 85 phát một phút, sơ tốc đầu nòng 915m/giây. Đầu đạn độ phát mạnh tiêu chuẩn 76mm nặng 6,3kg, đạt tới tầm xa 16km, tầm bắn hiệu quả 8km đối với mục tiêu mặt nước hoặc 8km với máy bay. Pháo được kiểm soát bắn thông qua radar điều khiển hỏa lực của tàu. Dựa trên phiên bản Compact năm 1985, biến thể ô tô Melara Super Rapid đã ra đời với tính năng kỹ chiến thuật vượt trội. Biến thể cao cấp nhất của dòng pháo này mang tên là Strelitz, chính thức được giới thiệu vào năm 2004. Tiếp theo thì trên tàu hộ vệ sang ngầm lớp Pohang có số hiệu 18, còn có một số vũ khí khác, đó là ổ pháo cao xạ Nobong 40mm. Đây thực chất chính là phiên bản do Hàn Quốc sản xuất, dựa trên thiết kế hệ thống phòng thủ tầm cực gần Dado, cũng do hai công ty là Oto Melara và Breda của Italia sản xuất. Tổ hợp này được tích hợp hai nòng pháo Bofors cỡ 40mm với nòng dài gấp 70 lần đường kính. Pháo Nobong hay là Dado có gốc phương vị 360 độ, gốc tà từ âm 13 cho tới 85 độ, tốc độ bắn 300 phát một phút một nòng, cơ số đạn dự trữ 736 viên. Đạn nổ phát mạnh tiêu chuẩn HE có trọng lượng là 4,05 kg, bắn đi từ khẩu Dado vươn tới tầm xa 8.700 m, trong khi tầm bắn hiệu quả là 4.000 m. Nó cũng được dẫn bắn thông qua radar kiểm soát hỏa lực của tàu. Hiện nay hệ thống Dado đã có phiên bản nâng cấp Fast 40, tốc độ bắn được nâng lên 450 phát một phút một nòng, mặc dù đã nhanh gấp rưỡi, nhưng mà nó vẫn quá nhỏ bé khi đặt các hệ thống khác có nhịp bắn lên tới 4.000 cho đến 5.000 phát một phút. Tuy rằng tính năng không có gì nổi trội so với các loại pháo hạm của Nga mà Hải quân Việt Nam vẫn đang sử dụng, nhưng đây có thể xem là một trong những tiền đề để chúng ta từng bước làm quen và tiến tới đa dạng hóa trang bị thông qua việc tiếp xúc với vũ khí có nguồn gốc phương Tây, mà cụ thể ở đây là gốc Italia. Nếu trong tương lai Việt Nam nối lại chương trình đóng mới tàu hộ vệ tên lửa Sigma 9814, thì kinh nghiệm vận hành hai loại pháo này chắc chắn sẽ giúp ích rất là nhiều khi sử dụng phiên bản ô tô Mela Super Rapid tiên tiến hơn. Nga sẽ cung cấp hệ thống Richard AV cho Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, theo nguồn tin hợp tác từ Ủy ban Hợp tác của Hội đồng Liên bang Nga, Moscow sẵn sàng cung cấp hệ thống Richard AV cho Việt Nam nếu nhận được yêu cầu. Nguồn tin này cho biết là trong 3 năm qua, Việt Nam đã mua thêm 10 trực thăng Nga và Moscow có thể cung cấp thêm trực thăng mới và mở một trung tâm bảo dưỡng trực thăng khu vực Đông Nam Á hoặc tại Việt Nam. Hiện tại và tương lai, Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng lớn của trực thăng và vũ khí Nga. Không quân Việt Nam đang trang bị 136 chiếc Mi-8, 17-171. Hải quân đang bị trực thăng dòng K-Kamov. Với quan hệ truyền thống đã sẵn có rồi, thì cùng với việc Nga mong muốn thông qua Việt Nam để xâm nhập thị trường Đông Nam Á, nếu Việt Nam đề xuất trang bị hệ thống Richard AV thì chắc chắn Nga sẽ đồng ý. Vậy, hệ thống Richard AV có gì đặc biệt và nó hoạt động như thế nào? Theo giới thiệu của không quân Nga, Richard AV là hệ thống tác chiến điện tử do tập đoàn Kret sản xuất. Richard AV đã được thiết kế để có thể tránh radar, sonar hoặc là các hệ thống phát hiện khác nhằm bảo vệ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, lực lượng bộ binh cũng như là hải quân, tránh khỏi các tên lửa không đối không hoặc hệ thống phòng không trong phạm vi vài trăm km. Richard AV trang bị trên trực thăng Mi-8MTPR-1 sử dụng anten mảng đa chùm với công nghệ DRFM, được thiết kế để chủ động gây nhiễu và làm mù các hệ thống radar nhằm bảo vệ vật chủ khỏi các hệ thống vũ khí dẫn đường bằng sóng vô tuyến điện tử. Khi tác chiến thì Richard AV có khả năng là vô hiệu hóa radar của mọi hệ thống vũ khí, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không MIM-104. Ngoài công năng như một hệ thống phá sóng radar thì Richard AV có khả năng thu thập cả những dữ liệu tình báo, bao gồm việc tìm ra nguồn bức xạ điện từ ở bên ngoài.
Với cơ sở dữ liệu về nhiều loại thiết bị được gài sẵn thì Richard AV có thể nhanh chóng xác nhận lời mục tiêu và tìm cách vô hiệu hóa thiết bị dò tìm của nó một cách hiệu quả. Không chỉ có các máy bay trực thăng, hệ thống Richard AV có thể được sử dụng bởi bất kỳ quân binh chủng nào và có thể gắn trên cả tàu chiến, máy bay và trực thăng. Và khả năng của hệ thống Richard AV đã được chứng minh trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria khi Richard AV được tích hợp lên trực thăng. Dù chưa một sở thị khả năng bảo vệ trong thực chiến của nó, nhưng qua một số cảnh quay video thực tế về các cuộc chiến đấu của trực thăng Nga trên chiến trường Syria vừa qua, có thể nhận thấy rằng chúng đã thể hiện khả năng tác chiến rất là xuất sắc. Trong một video mới đây, hai chiếc trực thăng tấn công Nga chúi đầu bay rất thấp sát mặt đất, vừa bay vừa phóng, mồi bẫy nhiệt nhưng không sợ các phương tiện phòng không của IS. Điều này cho thấy ngoài tinh thần dũng cảm, các phi công Nga thực sự yên tâm về khả năng bảo vệ của máy bay. Một video khác cho thấy một chiếc Mi-8 của Nga đang bay thì bị tên lửa phòng không bắn trúng. Tuy nhiên là dường như quả đạn bắn trúng vào một bức màn vô hình xung quanh máy bay chứ không xâm phạm được vào nó. Chiếc Mi-8 chỉ khựng lại rồi tiếp tục bay xa như chưa có gì xảy ra. Trên chiến trường Syria, các chiến đấu cơ có tầm bay cao hơn có thể đối phó được với các hệ thống phòng không tầm thấp của IS và lực lượng đối lập. Nhưng máy bay trực thăng thuộc loại phương tiện bay rất thấp, bất kể loại vũ khí phòng không nào cũng có thể bắn tới. Và Richard AV đang được coi là tấm bùa hộ mệnh cho dàn trực thăng của Nga. Quốc tế phục tài cải biến vũ khí của quân giới Việt Nam. Quý tín giả thân mến, trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh nhận viện trợ từ nước ngoài, tinh thần tự lực tự cường trong sản xuất vũ khí luôn được chú trọng. Ngay từ thời kháng chiến chống Pháp, việc chế tạo vũ khí nhằm đáp ứng nhu cầu của quân đội đã được Đảng, Nhà nước mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Bằng chứng là ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Phòng quân giới do ông Nguyễn Ngọc Xuân làm trưởng phòng, có nhiệm vụ thu thập, mua sắm và thành lập cơ sở sản xuất vũ khí, trang bị cho quân đội. Tổ chức của phòng gồm các bộ phận sưu tầm, mua sắm, phân phối vũ khí, lập các bản vẽ kỹ thuật của vũ khí. Đây là cơ sở đầu tiên để chúng ta có một nền công nghiệp quốc phòng phục vụ công cuộc bảo vệ Tổ quốc cho đến ngày nay. Sang giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, trước đối thủ mới có tiềm lực kinh tế và vị thế quốc tế lớn hơn rất nhiều lần so với Pháp, nhu cầu về vũ khí trang bị của ta dĩ nhiên cũng phải tăng theo. Đi kèm với đó, gánh nặng trên vai những người lính thợ cũng tăng lên bội phần, nhất là các cơ sở ở miền Nam vốn xa hậu phương, thiếu thốn về máy móc, trang thiết bị. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn như vậy, nhiều sản phẩm vũ khí đáng ngạc nhiên đã ra đời ngay tại Việt Nam. M1911, M1918, Mauser, C96, Thompson là các loại vũ khí nổi tiếng, nhưng ít ai biết rằng chúng ta trong những năm tháng chiến đấu đã tạo ra các bản sao chúng ngay tại quê nhà. Ngày nay khi thông tin được chia sẻ rộng rãi, những người lính Mỹ khi biết họ nhặt được các loại vũ khí trên và khi rút quân đã mang chúng về nhà. Họ chia sẻ hình ảnh lên Internet, nhận được nhiều bình luận khen ngợi thán phục sức sáng tạo của người Việt Nam. Mauser C96 vốn là khẩu súng lục phát triển bởi quân đội Đức từ Thế chiến thứ nhất. Phiên bản Việt Nam không có băng đạn mà chỉ bắn phát một băng đạn 6.5x50mm của Nhật. M1911 là khẩu súng nổi tiếng của Mỹ. Phiên bản Việt Nam đã bỏ vài bộ phận nhưng không gây ảnh hưởng đến hoạt động mà chỉ bị mất một số tính năng như báo hết đạn và khóa an toàn. Súng ngắn Glocker B08 là vũ khí rất nổi tiếng thông dụng của quân đội Đức trong suốt hai cuộc thế chiến. Phiên bản Việt Nam sản xuất sử dụng đạn 7.62x25mm. Tram 38 Ariska là loại súng trường phổ biến của lính Nhật trong Thế chiến thứ hai, dùng cỡ đạn 6.5x50mm. Phiên bản Việt Nam bắn đạn 7.62x25mm, buông đạn 5 viên, không có băng đạn rời. Súng M1 Carbine của quân đội Mỹ nguyên thủy, súng bắn đạn 7.62x33mm. Phiên bản Việt Nam chế tạo vào khoảng năm 1960, sử dụng đạn 7.62x25mm, có băng đạn rời 35 viên, tầm bắn hiệu quả 150m. M1918 Browning Automatic Rev là loại súng máy hạng nhẹ được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ hai và nhiều cuộc chiến sau đó. Với phiên bản Việt Nam, súng có hộp tiếp đạn 7-10 viên, tháo rời được. Tiểu liên M1A1 của Mỹ sử dụng đạn 45ABC, Việt Nam sửa đổi lại để bắn đạn 7.62x25mm, tầm bắn hiệu quả 100-150m, tốc độ bắn 600 viên trên 1 phút. Trong hoàn cảnh khó khăn do phải chế tạo thủ công vì thiếu máy móc,
việc đảm bảo mỹ quan, tính năng như bản gốc là bất khả thi, do vậy lược bỏ vài bộ phận hay tính thẩm mỹ cũng là phương pháp hay nhằm đơn giản hóa quá trình chế tạo. Ví dụ như khẩu M1911 đã bỏ đi thanh dặn, thiếu nó thì súng chỉ mất tính năng báo hết đạn nhưng vẫn hoạt động tốt, lại bớt được chi tiết nhỏ gia công rất khó. Tuy vậy có một vấn đề cần quan tâm, đó là chưa rõ là nòng súng có phải do ta tự sản xuất hay không, nhưng nhiều khả năng là tận dụng nòng cũ hỏng, vì chế tạo nòng với đầy đủ khương tuyến là rất khó với điều kiện lúc bấy giờ. Việc chế tạo ra những vũ khí trên thể hiện tinh thần tự lực tự cường và quyết tâm cao độ của nhân dân ta trong công cuộc kháng chiến thống nhất đất nước. Vũ khí Made in Việt Nam đã đáp ứng nhu cầu của các lực lượng vũ trang, đặc biệt là dân quân, du kích hay biệt động trong những năm đầu của cuộc chiến. Với người Việt Nam, cho dù khó khăn, thiếu thốn đến đâu, vẫn có thể cố gắng khắc phục và vượt qua để đi đến một tương lai tươi sáng của độc lập tự do, của non sông nối liền một dải. Trong thế kỷ 20, nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong khói lửa chiến tranh đã xuất hiện nhiều lớp cán bộ điển hình, mẫu mực, có trình độ chỉ huy tác chiến giỏi, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó. Nhiều đồng chí trở thành sĩ quan cấp tướng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Để góp thêm một góc nhìn mới về chân dung các vị tướng trong những khoảnh khắc đời thường, về những điều mà chỉ có người thân của họ mới được chứng kiến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả một số bài viết đặc sắc trong cuốn sách Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ 20 qua lời kể của người thân. Đại tướng Lê Trọng Tấn sinh năm 1914, mất năm 1986, tên thật là Lê Trọng Tố, quê quán ở xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội. Ông tham gia cách mạng từ năm 1944, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nhập ngũ năm 1945. Ông được phong đại tướng năm 1984. Đại tướng Lê Trọng Tấn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất hạng 3, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Tru cốt Việt Nam. Đọc sách báo về đại tướng Lê Trọng Tấn, tôi tâm đắc với đoạn tổng kết về ông trong một bài viết. Cuộc đời ông đã có mặt hầu hết ở các chiến trường nóng bỏng và đã chỉ huy hàng trăm trận đánh trên cả hai miền Nam Bắc. Dấu ấn hai mốc son lịch sử của năm 1954, ông là đại đoàn trưởng đại đoàn 312, đã chỉ huy tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, tấn công từ phía đông vào Mường Thanh, bắt sống tướng Đờ Cát. Năm 1975, ông lại là tư lệnh chỉ huy các binh đoàn cánh quân phía đông tiến vào Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của ngụy quyền Sài Gòn, bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và toàn bộ nội các phải đầu hàng vô điều kiện. Hai trận đánh hai mốc son lịch sử đã kết thúc hai cuộc chiến tranh với quân đội viện chinh Pháp, đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn, mở ra kỷ nguyên mới hòa bình, thống nhất, độc lập và tự do của dân tộc. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói, hai trận đánh xứng đáng hai lần anh hùng. Không thể kể hết công trạng quá dài của ông, người ta chỉ có thể ghi nhận điều cốt yếu. Ông luôn được tin cậy để giao nhiệm vụ, gây dựng nền móng ban đầu cho những công việc hệ trọng và mới mẻ. Không chiến trường nào không lưu dấu chân ông từ Bắc Trung Nam, không cuộc chiến tranh nào dù chống Pháp, chống Mỹ, chống bọn diệt chủng Pol Pot hay bảo vệ biên giới phía Bắc lại không cần đến tài năng quân sự của ông. Từ vai trò hiệu trưởng trường sĩ quan luật quân cho đến viện trưởng viện khoa học quân sự, giám đốc học viện quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng, ông là người thầy xứng đáng cho những sĩ quan thế hệ sau. Nhưng đáng nói hơn, ông là tướng cầm quân và là tư lệnh của tất cả những chiến dịch lớn nhất, quan trọng nhất trên các chiến trường quyết định. Từ miền Đông Nam Bộ như Bình Giã, Đồng Xoài, Bào Bàng, Dầu Tiếng đến chiến dịch đường chính Nam Lào, mặt trận Trị Thiên mùa hè 1972, tư lệnh cánh quân Duyên Hải giải phóng Huế Đà Nẵng và cuối cùng là vào Sài Gòn sớm nhất vào mùa xuân năm 1975. 70 tuổi, Đại tướng Lê Trọng Tấn vẫn khoác áo lính ra trận. Nói gì, viết gì về Đại tướng Lê Trọng Tấn đây, khi đã có nhiều bài báo, nhiều sách vở phân tích, đánh giá về con người, nghệ thuật quân sự và những chiến công lẫy lừng của tru cốt Việt Nam. Vài năm trước, tôi cũng đã rất bối rối khi biên soạn một cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những băn khoăn tương tự. Tôi thử đối chiếu với những danh tướng của thế giới mong tìm ra một mẫu số chung. Tôi đặt vị tướng trứ danh của Việt Nam trong khung lý thuyết vị nhân của Herbert Spencer, ngay cả chiều ngược lại của những học giả phản bác thuyết ấy. Dù ở chiều đánh giá nào, tôi vẫn thấy có những điểm vênh với nhân vật mà tôi đang tìm hiểu. Tôi chợt nhận ra rằng, bối cảnh lịch sử của xã hội vào một thời điểm cụ thể là điều kiện cho sự sản sinh ra những vị nhân, danh tướng. Nhưng ngã rẽ của lịch sử theo chiều hướng nào là do phẩm chất của vị nhân và danh tướng đó quyết định.
Sơ Sa chọn con đường chinh phục, Võ Nguyên Giáp chọn con đường giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Tướng Lê Trọng Tấn, người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi là người bạn chí thiết, cũng đã chọn con đường tương tự như anh Văn. Bối cảnh lịch sử của hai danh tướng Việt Nam này như nhau, nhưng điều gì hôn đúc nên phẩm chất của dũng tướng Lê Trọng Tấn? Tôi quyết định tìm gặp con trai của Đại tướng Lê Trọng Tấn, ngõ hầu lý giải cho câu hỏi này. Lê Đông Hải là con trai duy nhất của Đại tướng Lê Trọng Tấn. Ông là đại tá quân đội, giáo sư, tiến sĩ kỹ thuật quân sự, nguyên viện trưởng Viện Kỹ thuật Quân sự 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, nghỉ hưu năm 2004. Lê Đông Hải học trường thiếu sinh quân từ nhỏ, sau đó trở thành quân nhân, làm việc trong đại đoàn 312 do chính Đại tướng Lê Trọng Tấn làm chỉ huy. Ngày 10 tháng 9 năm 1954, ông được nhà nước cử đi học ở Liên Xô. Giáo sư, tiến sĩ Lê Đông Hải đã được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất và giải thưởng quốc gia. Chưa gặp ông nhưng qua chuyện trò với anh Hoàng Anh Tuấn, cháu nội của Đại tướng Hoàng Văn Thái, tôi đã thầm thán phục ông về tài năng và ý chí phi thường. Để chứng minh cho một nghiên cứu hóa học của mình, trong khi không muốn phương hại đến người khác, ông đã thí nghiệm trên chính bản thân, phải chịu đựng những đau đớn kinh hoàng. Thí nghiệm của ông đã thành công và cho đến nay ở tuổi 74, ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm tôi tới tìm gặp, ông Lê Đông Hải ngay lập tức khiến tôi thấy hào hứng vì sự thân tình như đã quen biết từ lâu. Ông truyền cảm hứng cho người đối thoại qua từng câu chuyện, từng lời nói. Đứng ở giữa sân, ông nói về lai lịch căn nhà mà ông đang ở, cũng là nơi ở của Đại tướng Lê Trọng Tấn khi còn sống. Căn nhà nằm gần cuối phố Lý Nam Đế, con phố được mệnh danh là phố nhà binh. Ông dẫn tôi lên tầng 2, ở đó có phòng làm việc và phòng ngủ của Đại tướng, giờ một phần trở thành nơi thờ và trưng bày hiện vật, tranh ảnh lưu niệm về Đại tướng. Một số đồ đạc đã thay đổi vị trí, vì chỉ có chiếc giường cũ là vẫn giữ nguyên. Trên chính chiếc giường này, Đại tướng Lê Trọng Tấn đã ra đi, yên giấc ngàn thu. Thắp cho Đại tướng Lê Trọng Tấn một nén nhang, tôi trở ra cùng ông ngồi trên bộ bàn ghế đơn sơ ở hành lang kề cửa sổ, nhìn xuống dưới sân, uống trà, hút thuốc và nói chuyện với Đại tướng. Tôi phát hiện ra rằng ông Hải có lối nói chuyện rất dí dỏm, trải đời. Ông khiến những chuyện hệ trọng trở nên giản dị, lôi cuốn và đi vào lòng người, như trận quyết chiến, chiến lược giải phóng Sài Gòn chẳng hạn. Ông kể, trợ thủ đắc lực của Đại tướng Lê Trọng Tấn là các tướng Nguyễn Hữu An, Hoàng Đan. Khi chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra, Hoàng Đan là đại tá, phó tư lệnh quân đoàn 2. Quân đoàn 2 chính là cánh quân tiến công thần tốc, đi sâu về trước, giành được chiến công chiếm được Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chuyện vui là trong chiến dịch, Hoàng Đan xin phép tướng Tấn, nếu đánh chiếm được, sẽ ngủ một đêm tại Dinh Độc Lập, coi đó như một phần thưởng. Thế mà Hoàng Đan làm thật. Khi ông Hải kể chuyện, tôi để ý thấy mắt ông hấp hái một nét cười tinh nghịch, trẻ trung. Tôi hỏi ông Hải vì những điều gì làm nên phẩm chất của bố ông, Đại tướng Lê Trọng Tấn. Ông đồng ý với tôi là không có gì tự nhiên mà thành. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói, những đặc điểm hình thành nên phẩm chất của tướng Tấn, đó là gốc gác căn bản của gia đình Đồ Nho. Cuộc sống khắc nghiệt bươn chải từ nhỏ, dẫn tới tính quyết liệt trong hành động và kiến thức quân sự tích lũy từ thời Pháp thuộc cho đến sau này kinh qua các trường quân sự của Trung Quốc và Liên Xô. Ông hẹn gặp tôi một buổi khác để nói chuyện cụ thể hơn, phần vì ông đang bận xem lại bản thảo cuốn sách sắp được xuất bản về Đại tướng Lê Trọng Tấn, phần vì để có thời gian chắp lại những mảnh ký ức về cha của mình. Đúng nửa tháng sau, tôi lại đến gặp ông. Ông tiếp tôi vẫn với sự nhiệt tình ban đầu. Ông nói nghe mấy ngày qua bận vì phải tiếp nhiều đoàn đến thắp hương cho Đại tướng Lê Trọng Tấn nhân dịp 22 tháng 12. Chúng tôi lại ngồi ở chiếc bàn kề cửa sổ. Tôi nhắc lại về lời hẹn của ông hôm nọ. Ông Hải bắt đầu kể những điều ông được nghe lại và những điều chính ông chứng kiến về cha mình. Từng đoạn hồi ức lần lượt xuất hiện như những thước phim quan trọng về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng lừng danh. Truyền thống hiếu học của gia đình là nền tảng căn bản khiến cho Đại tướng Lê Trọng Tấn dù ở môi trường nào cũng ra sức học hành, tiếp thu kiến thức. Ông đã học qua trường hạ sĩ quan của Pháp, nhờ thế áp dụng được vào thực tế cách mạng khi phụ trách quân sự của Ủy ban Khởi nghĩa Hà Đông vào thời điểm tháng 8 năm 1945. Về sau, trong các năm từ 1954 đến 1957, ông tự học về nghệ thuật quân sự ở Trung Quốc. Năm 1961, ông học ở Học viện Quân sự Voroshilov ở Liên Xô. Đến năm 1963 thì tốt nghiệp. Ông cũng không ngừng tự học, tự đúc rút các kinh nghiệm trên chiến trường, học hỏi bằng nhiều cách kể cả học chính quy và tự học, cộng với tài năng thiên bẩm về quân sự. Đó chính là lý do khiến Lê Trọng Tấn luôn tìm ra những cách đánh sáng tạo
khiến quân địch hết sức bất ngờ và khiếp sợ. Kiến thức quân sự vững chắc đi kèm với tài chỉ huy của ông là cơ sở của ý kiến cho rằng tướng Tấn là người đánh hiệp đồng binh chủng ít ai bằng. Ví dụ điển hình là chiến dịch Trị Thiên năm 1972 mà ông là tư lệnh. Đây là trận hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, triển khai thành 4 cánh quân với sự tham gia của các binh chủng xe tăng, pháo binh, tên lửa, đặc công, hóa học. Kết quả quan trọng mà chiến dịch này đem lại là dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973, chấm dứt sự dính líu của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Ông Hải nói, ở nhà ít khi nghe thấy Đại tướng Lê Trọng Tấn kể chuyện thăm khổ thời nhỏ. Ông Hải được nghe kể lại, ông nội mất sớm khi bố ông mới 7 tuổi. Bà nội phải tần tảo nuôi các con, gia cảnh lúc ấy rất khó khăn. Nhà trồng nhiều ổi, bà nội hái đi bán để lấy tiền đóng học phí cho con. Thời niên thiếu của Lê Trọng Tấn là những ngày tháng phải vẽ tranh, học búa vỏ, bán bánh mì để kiếm sống, nhưng ông trời không lấy đi hết mọi thứ. Cuộc sống chật vật, túng thiếu, thế nhưng bù lại, Tấn rất khỏe. Trong số 5 anh em, Tấn là người khỏe nhất, có sức khỏe nên ông không chịu nhịn trước cường quyền. Sự bươn chải từ sớm giúp ông rèn luyện nghị lực và tính quyết đoán. Ông nóng tính và quyết liệt khi làm việc. Tuy vậy, ông lại có khả năng hòa hợp với các tính cách khác nhau. Đơn cử như trong cuộc đời binh nghiệp, song hành với vai trò tư lệnh của ông là các chính ủy khác nhau như Song Hào, Lê Quang Đạo, Trần Độ. Với ai, hầu như ông cũng giành được sự tin cậy và kính trọng. Không chỉ trong quân đội mà ngoài đời, ông luôn được họ hàng, láng giềng, nhân dân các địa phương nơi ông từng chiến đấu yêu mến. Trung tướng Trần Độ, một người gắn bó với Đại tướng Lê Trọng Tấn qua nhiều chiến dịch, khi tiện đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng đã nhận xét: "Anh Tấn ơi, anh đã sống rất đẹp. Cái đẹp ấy không phải chỉ ở những chiến công, ở quân hàm đại tướng và ở những huân chương. Anh sống đẹp vì anh đã có tinh thần trách nhiệm cao. Anh tận tụy hoàn thành các nhiệm vụ. Anh được nhiều người yêu mến và tin cậy. Anh không phải bực mình vì ai, không phải ghét ai, mà anh chỉ có tôn trọng và thương yêu. Cái đẹp ấy của cuộc đời anh để lại là quý giá vô cùng." Đấy cũng là những điều mà ông Hải coi là hạnh phúc nhất trong cuộc đời cha mình. Nhưng ông Hải không quên nói về những thứ mà ông cho là điểm yếu của cha. Đại tướng Lê Trọng Tấn không có cuộc sống gia đình được như một người bình thường nhất. Ông toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Thời gian ông ở mặt trận gấp nhiều lần thời gian ông ở nhà. Nên khi mất, Đại tướng Lê Trọng Tấn thương nhất là vợ mình. Cái sôi nổi trong giọng nói của ông Lê Đông Hải biến mất. Lúc này tôi nghe ông nói mà giọng cứ rưng rưng. Việt Nam thảo luận với Nga về việc mua đạn cho T-90. Tại triển lãm Thái Lan Defense and Security 2017, tập đoàn Temasek sẽ thảo luận với đại diện Thái Lan, Việt Nam và Indonesia về cung cấp đạn dược cho các nước này. Thông tin trên được Tổng Giám đốc tập đoàn Temasek, ông Vladimir Lepin, nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Triển lãm Thái Lan Defense and Security 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 tại Bangkok. Dịch vụ báo chí dẫn lời Tổng Giám đốc tập đoàn Temasek cụ thể như sau: "Tham gia triển lãm quốc phòng và an ninh là bước tiếp theo của chúng tôi để tăng cường vị trí của Nga trên thị trường vũ khí thế giới." Phái đoàn Temasek tham gia tích cực các chương trình kinh doanh của sự kiện, các cuộc họp theo lịch trình và đàm phán với đại diện của Thái Lan, Việt Nam và Indonesia để thảo luận về các hợp đồng hiện có và định hướng hợp tác tương lai. Các gian hàng Temasek sẽ trình bày lựu chống tăng RPG-30 và RPG-26 cũng như đạn cho tăng pháo hải quân, chẳng hạn như đạn 125mm cho T-72 và T-90, 3 UOF-17 cho BMP-3. Đồng thời, sẽ trưng bày các mẫu vũ khí hải quân, các tổ hợp AK-100 và AK-130, cũng như mẫu đạn thao trường, thành phần đạn pháo tự hành hiện đại ICCAS và xe kéo pháo ICCAB, dịch vụ báo chí cho biết thêm. Trong các sản phẩm đạn dược được Temasek mang tới triển lãm Thái Lan Defense and Security 2017, dễ nhận thấy rằng Việt Nam hiện chưa có nhu cầu hay từng tỏ ra quan tâm tới súng phóng rocket chống tăng RPG-26 và RPG-32. Do vậy, rất có khả năng tại cuộc triển lãm quân sự lần này, Việt Nam và Temasek sẽ thảo luận việc cung cấp đạn pháo 125mm cho lô hàng 64 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90SSK mà Việt Nam mới đặt hàng. Cần lưu ý rằng trong những thông tin xuất hiện trước đó, chưa có nguồn tin nào đề cập đến việc Việt Nam sẽ mua kèm các loại đạn pháo 125mm để trang bị cho những chiếc chiến xa trên. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn,
thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.